Xin kính chào toàn thể anh em khách quý, anh em kích thủ và tất cả những anh em đồng nghiệp. Là đầu tiên cho phép em được xin chân thành cảm ơn những anh em trong thời gian qua đã luôn ủng hộ kênh của em và những anh em đã mua máy và những người đã đăng ký và like kênh em nha. Và cũng như những video trước ha. Video này mình cũng trả hàng trả máy cho hai anh khách hàng ở hai tỉnh khác nhau nha. Anh Tuấn ha. Anh Tuấn ở khách hàng ở Cần Thơ. Là con máy 8 m băm DB3 công nghệ mới bên mình nha. Con máy tầm trung nha. Máy đánh chuyên về bộ binh và cả thiền đơn đều được. Bao anh em đang chắc từ 2 m nước đổ về nha. Bao anh em là mát máy nhẹ bền nha anh em, hiệu quả cao ha. Những khách hàng mình đã mua máy mình đã có phản hồi như cho mình ha. Có những video, có những hình ảnh trên Zalo, nào trên YouTube cũng có ha. Anh em có ưu ái thì vô đó xem ha. Và tiếp theo là khách hàng tiếp theo là của anh Đạt ha. Đây là anh Đạt, con máy sạc bình dòng sạc 8 A ha, của anh Đạt ở Vĩnh Long. Rồi mình xin test thứ tự hướng dẫn sử dụng từng con máy ha. Đây là mình hướng dẫn cái cục sạc trước ha. Đây là cái dòng sạc 8 A nha. Kẹp đen là trừ ha anh, kẹp đỏ là cộng. Sạc này là nó đầy tự ngắt luôn nha. Cho mình cắm điện vào luôn nha, mình hướng dẫn cho anh. Đây mình cắm điện vào, ống đèn xanh này nó cháy lên nha. Rồi khi mình kẹp bình nó cũng giống như mà đèn ở đầu chúng ta vậy ha. Nó sẽ lúc sạc là nó đỏ ha, cho nó xanh lại là đầy. Đèn tự ngắt nha anh. Nè. Đó ha. Nào đầy là nó tự ngắt. Chung là rất dễ sử dụng ha, nói chung không có gì đâu khó nha anh. Cái này có chống kẹp ngược luôn nha nè. Trước khi ta mà kim kim điện vào á, ta thử có đúng cộng hay chưa, có quyền kẹp ngược ha. Ngược không sao nha anh em. Nè. Kẹp ngược nó không không cháy đèn ha. Rồi ta đỏ đỏ kẹp lại ha, đỏ kẹp lại nó cháy đỏ. Nè. Cháy đỏ ha. Rồi lúc đó chúng ta bắt đầu cắm cắm điện vào sạc ha. Đó. Là quạt gió luôn, nghe tiếng quạt gió nó hoạt động ha. Vậy là xong, khi nào đầy nó tự ngắt nha anh Đạt. Rồi. Rất dễ sử dụng ha anh. Rồi mình xin phép để cái cục sạc của anh Đạt qua một bên ha. Để mình hướng dẫn cho anh Tuấn, khách hàng Cần Thơ. Sử dụng con máy 8 feet, cách sử dụng con máy 8 feet băm DB3 công nghệ mới của mình nha. Thì cũng như cái những dòng máy điện tử trước của bên em ha, thì con máy của anh Tuấn mình cũng không biết anh Tuấn có sử dụng qua máy điện tử hay chưa, nhưng mà đây em cũng hướng dẫn chi tiết cụ thể cho anh để anh biết cách sử dụng cho hiệu quả cao, đạt cho hiệu quả cao ha, có thu nhập cao ha. Thì đây cái nội thất bên trong, cái nắp trong này mình nhìn sơ lược cũng thấy trơn ha, công khai luôn ha anh em nè, nhìn mình làm rất sắc sảo ha. Đây 8 phép lưng đồng chân bóng nha anh em. Đồng đỏ rực luôn nha. Còn đây là mặt trước của con máy ha. Đây công tắc chế độ đánh ha, gồm có 3 chế độ. Chế 1 chế độ đánh lì ha. Chế độ 2 chế độ đánh băm trộn có trắng có chép. Những dòng cá dễ mịn ha. Còn khi ta chuyển sang số 3 ha là chế độ đánh băm tổng hợp nha anh em. Còn công tắc phía dưới này nè, NT ha, ND, NT là nước ngọt ngọt trong ha, nước không có nhiễm tạp chất rồi ha. Còn ND là như nó đục nước ngọt đục quá, ngọt phèn, nước nhưng là nước ngọt mà nước nhiễm á. Còn ở giữa này là tần số nha anh. Tần số mạnh yếu nha.
chỉnh theo chiều kim đồng hồ là nó mạnh dần ha, và ngược lại ha. Tần số này là rất quan trọng nha anh em, khi ta tùy theo vào cái mực nước và cái mặt cá, nhưng ta chỉnh có tần số nó hợp lý cho con cá nó chết nó đạt đẹp nha. Khi ta đánh chỉnh ở mức tần số thấp trước nha. Khi ta thấy con cá nó còn chạy ha, ta tăng tần số dần lên. Còn hoặc là ta thấy cá mà nó chết nó liệm đó, nó chìm bằng nước đó, nó không nổi được ha, hoặc là chết đêm đó, anh em vui lòng hạ lại tần số ha. Là tại vì đó anh đã nhận nó quá cao ha, cá quá cao là con cá chết chìm chuối cắm đầu nha anh em. Chỉnh sao cảm thấy con cá nó trên vừa lướt mặt nước ha, nó chết còn giấy dụa anh em vớt nó vô vợt mình là nó đạt hiệu quả ha. Còn đây là cọc ha, cọc đỏ và đen nha nè. Cọc đỏ là vợt ha, đen là mát, đối với anh em nên đến một vợt ha. Còn những về cách thả mát anh, nếu anh không biết liên hệ trực tiếp Zalo cho em hướng dẫn cho anh cho đánh cách thả cho hiệu quả nha anh em. Mát này cũng rất quan trọng nha. Và cái phần da vợt á, nó dùng máy điện tử á, khi ta kẹp vào ha, nếu không mang tải nó bóp cò máy nó không hoạt động ha, máy nó không kêu nha. Còn khi lúc khi đánh anh vui đó, anh chỉ cần đưa cái vợt xuống vừa khỏi mặt nước khoảng dưới mặt nước khoảng 1-2 tấc được ha, không cần dưới sâu để xuống đất thôi ha. Tại vì chúng ta ghim sâu đất là nó không hiệu quả nha anh. Tại vì nó đâu giúp con cá lên theo vợt mình được, tại vì cái dòng máy này là cá giúp theo vợt, mà để sâu thì con cá nó giúp đút dưới mình đâu thấy được đâu mình bắt. Còn đi theo máy ha, có dây cò bóp cho anh là dài 3 mét, phù hợp cho anh đi thuyền và đi bộ thì được nha. Còn đây là mặt ngoài thiết kế riêng bên mình nha. Còn đây là đằng xa máy ha, có hai cọc cùng màu nha. Đây mình ký hiệu cho đây cò bóp cho anh dễ nha. Rồi hai cọc đen ha, cùng màu ha. Còn đây là điện DC ha, DC 12V, 12V là anh em biết ha. Đó. 12V DC ha. Đó. Còn đi theo máy mình có dây kẹp, đây dây kẹp đen và kẹp đỏ ha. Đen là trừ ha, cộng và đen trừ cộng là đỏ là cộng ha, xin lỗi, đỏ là cộng nha. Cộng là đỏ. Còn cái mà đối với dây kẹp nè, khi anh em về á, nếu có mà bò anh em tha vô kẹp cho em ha, là lúc đó bảo đảm mà kẹp em cái kẹp này nó sẽ bền nha anh em, nó không bị đó với cái bình ác quy mà nó cũ, khi nó ra nó xiết nó xét cho kẹp này ha. Em những video trước em cũng có nhắc đến rất nhiều cái phần kẹp tha máu bò này nha anh em, cho anh em này cứ tin tưởng em ha, tha máu bò vô đây bảo đảm anh em là bền, nó kẹp nha, rất 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 bền ha, bền gấp nhiều lần do đó quá nhưng mình không có tha ha. Còn nó những anh em sử dụng bình lithium mình pin thì nói chung là nó đó không có thiết ha, cái đó mình cũng không cần thiết tha cũng được, nhưng mà tha cũng tốt, nó không bị ten gẹp nha nè, gặp nước nó không bị xét ha. Dòng máy của anh em là họ đủ đầy đủ tất cả các chức năng nha nè, chống kẹp ngược ha, chống chập vợt, chống quá tải quá dòng nha, là bao anh em nó kẹp ngược vô tư ha, là nó đây hướng dẫn mình kẹp ngược thử luôn nha. Đây kẹp ngược, kẹp ngược là máy nó không hoạt động ha, mà bóp cò cũng vậy luôn, quạt quạt gió cũng không hoạt động luôn, mà nếu mà kẹp thuận đúng là cái quạt gió nó hoạt động liền, rồi tới lúc đó là bóp cò nó mới hoạt động cho bằng tải nha. Nói chung là dòng máy điện tử phải cho bằng tải nha. Còn riêng dòng IGBT bên mình nó đánh nước mặn á, tại cái bâm cái mạch bâm cái IGBT nó có cái lò nhỏ nhỏ như đó ha. Nó tạo cái tiếng kêu trên cái mạch lò đó. Còn khi mang tải nó tiếng kêu nó sẽ lớn hơn. Còn đối với dòng DB3 thì anh ta cho mang tải nó biến áp nó mới hoạt động ha. Phần công suất nó mới hoạt động nha, cho nó máy nó mới sức dòng ra nó hoạt động nha anh em. Rồi kẹp thuận nữa nha.
Đó, liếm bằng vỏ là vận động ha. Nè, ta dưa bằng đẩy ha. Nó không vận động ha. Rồi để cho thử bằng đẩy bóng đèn luôn nha. Anh em nào có ưu ái bên mình á, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ô này rồi cái chế độ đánh chế độ số 1 ha, còn chế độ nước cho chế độ một trong tần số chiếu mức thấp nhất. Rồi mình xem bóp cò ha. Một phát một luôn nha anh em, trắng trắng luôn ha. Nè, nghe tiếng máy là anh em biết con máy nuôi lực thế nào ha. Nè, giảm tần số nha, tăng nè. Giờ ta chuyển sang chế độ 2 ha. Chế độ đánh cá trắng cá chép những dòng cá dễ mịn nha. Đây, tăng tần số nè. Giờ chuyển sang chế độ 3 ha. Chế độ đánh băm tổng hợp nha anh em. Giờ anh em ưng ý mức độ nào anh em thấy hợp lý anh em cứ việc sử dụng mức độ đó nha. Còn rồi tiếp theo mình sửa sang chế độ nước ngọt đục ha. Giờ em hạ tần số thấp nhất nha. À, tăng tần số nha. Nè. Chung tiếng máy không liền không liền nha anh em. Nè em tăng lên 2000W 3000W rồi vô tư ha. Nè, tăng 3000W nè. Chuyện nó bình thường thôi, nói chung là em không thử thôi nhưng mà tại em chung thấy không 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 thích rườm rà ha. Chữ một bóng là con máy nó hoạt động hay không là ok rồi. Không cần đốt bóng đèn chi ha. Rồi ha, tiếp theo mình xin thử phần chống chập chờn. Xem coi con máy của anh Tuấn ha đã đạt hiệu quả và có chức năng nó ổn định hay chưa ha. Tất cả các chức năng đều hoạt động bình thường em mới sẵn sàng ra đến anh nha. Rồi em xin test cái phần chống chập vợt luôn nha. Nói chung dòng máy điện tử là có chống chập vợt nhưng mà có mức giới hạn nha anh em. Nhưng anh em cũng không có là lạm dụng quá ha. Tại vì mình lạm dụng cái phần chống chập vợt quá là nó máy này không bền nha anh em. Tại chập vợt này là nó phòng chập vợt khi chúng ta mang tải hoặc là chúng ta đang sử dụng xuống nước này, nhưng mà lỡ có lưới hoặc lưới sắt hoặc là bơm 40 này kia đó hoặc có sắt dưới nước ha, lỡ hai cây cần nó đụng lại vô lưới á và nó máy ngắt ha, giờ anh em dỡ lên và anh đi chỗ khác là nó máy hoạt động bình thường lại nha. Rồi đây ha, xin thử phần chống chập vợt cho anh Tuấn ha, coi con máy này đã đạt chuẩn và đủ độ an toàn chưa ha. Đây, chập vợt ha, phần công suất không hoạt động nha anh, mở ra, bóp cò lại. Bình thường ha, chập vợt nè, phần công suất không hoạt động ha, nhả bóp lại ha, chập vợt. Nhả ra, ha. Rồi chuyển sang chế độ 2 ha, băng quá trắng chết nha. Đó, chập giờ không còn trước còn động ha, nhả ra, bóp lại ha. Rồi chuyển sang chế độ 3, băng tổng hợp nha anh em. Đó, nhả ra, bóp lại. Bình thường nha anh em. Đó. Rồi ha, tất cả các chức năng của con máy của anh Tuấn ha, khách hàng Cần Thơ đã em kiểm tra và hướng dẫn cho anh ha, các chức năng đều hoạt động bình thường, an toàn, sẵn sàng đi đến anh ship đến anh Tuấn ha, khách hàng ở Cần Thơ. Rồi sau khi nhận con máy á, lỡ anh có phần nào không hiểu trong video á, lỡ có gì sai sót á, anh không hiểu được á, thì anh cứ liên lạc trực tiếp cho em qua, dùng anh em có kết bạn Zalo không chừng ha, rồi anh cứ liên lạc trực tiếp cho em mà coi em sẽ hỗ trợ cho anh ha. Rồi cái phần anh nhắc lại cái chỗ cái phần thả cáp á, vì anh nếu anh biết thì thôi ha, còn không biết thì vui lòng liên lạc trực tiếp cho em sẽ hướng dẫn cụ thể cho anh.
Còn đối với cái vợt á, mình cũng nhắc những video trước ha, cái vợt chỗ điểm tiếp xúc con dây vợt và cái vợt ha, ta nên hàn ha anh em, hàn chắc chắn ha, chứ không có mình ngoan ngoai là nó tan, nó không có dẫn điện không có tốt nha. Đối với vợt vợt máy điện tử ha, cái vợt tối thiểu bề ngang ha khoảng 1 gang tay ha, chiều dài có thể là gần hơn gang tay nha anh em, đánh rất đạt, đánh một vợt rất đạt mà hiệu quả ha. Máy mình bán nói chung bán rất nhiều cho anh em ở miền Tây cũng có ha, mà nhưng mà dùng ngoài miền Hà Nội, Hà Giang này ngoài ha, Long An cũng có bán nha, nói chung là dùng nào cũng có một hai máy ha. Cũng có một số anh em là yêu cầu mình không video ha, và xong con máy mình nó đã gửi anh dò cho dân ha. Nói chung là cái yêu cầu riêng của anh em mình cũng đáp ứng ha. Còn những đơn hàng tiếp theo của anh em á, mình sẽ tranh thủ làm sớm nhất cho anh em nha. Anh em mua lòng đợi em nha. Nói chung là mùa này cái linh kiện này các thứ này kia nó hơi chậm nha anh em. Nhiều khi những món hàng em cần phải đợi anh để làm ha. Rồi đơn hàng nào của anh em mà mình thiếp đi gọi lỡ có chậm trễ anh em cũng thông cảm với em, hiện tại chưa trong mùa dịch nha. Cái bưu tá gửi nó hơi chậm anh em có thông cảm nha anh em. Rồi ha. Phần hướng dẫn sử dụng con máy 8 phép đâm băm DB3 công nghệ mới bên mình. Con máy chiên nước ngọt ha, cho anh Tuấn khách hàng Cần Thơ. Và hướng dẫn cho anh Đạt ở Vĩnh Long ha, sử dụng cái máy sạc bình dòng sạc 8A ha. À, em cũng đã hướng dẫn sử dụng nó xong ha. Tất cả các chức năng đều hoạt động bình thường nha anh em. Rồi anh em nào có ưu ái bên em nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nha. Nhớ có thích mình nhớ cho mình xin một like nha. Rồi cuối video em cũng chân thành cảm ơn những anh em trong thời gian qua đã luôn ủng hộ kênh của em. Và chúc anh em xem video vui vẻ nha. Rồi dồi dào sức khỏe nha anh em. Và cũng không làm mất thời gian của anh em ha. Xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em sau những video tiếp theo nha. Nhớ đăng ký kênh và bật chuông nha để mình nhận được những video mới của mình nha anh em. Rồi trong video có gì sai sót mong anh em bỏ qua cho em nha. Chào anh em.